Hello mọi người, hôm nay mình sẽ nặng cho các bạn xem một cái hộp mụn bã đậu trên mặt. Mọi người cùng xem. Đây hả? Hello. 60 rồi. Hello. Bây giờ là nói chung là đang đậu. Bây giờ nó có giờ thấy nhiều chuyện. Nó là 4:30 là công suất cuối cùng là 4:30 anh đào người ta. Còn đi sớm một bên nào? Đi sớm 5 phút này. Cái hộp này rồi. Một giây Thank you.